Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng đến với một cái video đặc biệt. Video này không hẳn là video gameplay, mà là cái video mình thông báo là mình vừa có được cái rank YouTube ở trên MyPlex. Cái rank này được trao cho mấy cái YouTuber nhỏ hơn ấy. Nhưng mà nói chung là nó có mọi thứ của mấy cái YouTuber lớn, của các rank khác. Và mọi người bên đang quay xung quanh mình. Mình sẽ dùng lệnh Venice. Không ai nhìn thấy mình nữa. Ồ, không ấy được à? Venice. Mọi người đang vây xung quanh mình đủ đẹp đi. Và bây giờ mình có thể từ từ để mình bây giờ mình có thể có rất là nhiều mấy thứ linh tinh ở đây. Hãy dùng cái vòng lửa nhìn cho đẹp. Ok. Và mình đã nhận được 5 cái hộp quà từ cái rank này. Bây giờ mình sẽ mở thử mấy hộp quà cho các bạn xem. Ok, không ai dồn theo. Rồi, bây giờ mình sẽ thử mở hộp quà các bạn xem. Rồi, mình nghĩ các bạn sẽ thích. Rồi, các bạn. Ok, mở đi. Các bạn thể thấy là ở trên này nó có trên màn hình có ý, mình là người cuối cùng ấy, có chữ YouTube ở trước IT ấy. Và có chữ rank bên này cũng có IT. Đó. Đây. Mình có con sói đó. TNT. Và con Ocelot, con đó là cái con mẹ quên rồi. Quên tên rồi. À con mèo ấy. Có đứa đang lại có người đang gửi tin nhắn đến từ mình, các bạn nhìn thấy ở dưới này, dưới dòng chat ấy, photo đủ quá. Ok, mở thôi. Gì đây? Infernal Horror, mình không biết đây con gì nhưng kệ. Tí nữa mình sẽ thử. Đây cái thú cưỡi. Space Bush. Gì đây? Một con sói nữa. Hết rồi. Mình có 5 cái dương. Và tiếp tục nào. Dịch ra ông ơi. Dịch ra tôi mở ông ơi. Rồi. Tiếp. Cái này mình có một con bò nấm. Mushroom. Con lừa. Ngôi tâm con lừa lắm. Con bò. Và một con bò. Mình có thể biến thành con bò. Mấy con này mình có rồi. Mình không quan tâm lắm. Warehouse. Mình còn 2 dương nữa. Sẽ mở nốt các bạn xem. Rồi. Ok, đợi một chút. Mình có cái đấy, không quan tâm lắm cái đấy. Cái gì đây? What? Thấy một cái đĩa nhạc. Một cái đĩa nhạc nữa. Ôi đậu phộng, sao lắm cái thứ linh tinh này vậy? Đó, khi nào. Rồi, một cái nữa, đây cuối cùng nha các bạn nhá. Đây, cả mọi người. Ok. Mình được cái mũ này, mình có mũi rồi. Và 4 cái liên tiếp gần nhau các bạn nhé. Và có con lừa nữa. Và có con kiều. Tuyệt vời. Sweet pet. Ok, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem bây giờ mình có những gì ở đấy. Mình có cái con mao, con thêm con mới đúng không? Dragon này, mao mew này, infernal horror con gì đây. Con này có rồi. Mình có con rồng. Rồi con này kinh kinh này nữa, ghê vậy. Không hiểu đây con gì luôn, ghê vậy. Ghê vậy, nhìn con này nhìn nó dài dài, nhìn nó tẩm tẩm của gì các bạn. Mình có con rồng nữa. Với bây giờ có YouTube rank ấy thì có thể mình có thể vào mấy game này, mình có thể mở được hết các kit các thứ. Không biết là các bạn có chơi cái server này không, nhưng mà mình chưa hàng game trên server này. Ok, đây mình có thể vào đây, mình có thể vào, mình không phải đợi cái gì hết. Mình có thể mở hết cái mấy kit này, mình chỉ cần search YouTube. Đấy, tất cả những kit này nó mở, bây giờ mình có thể chọn cái nào cũng được. Bởi vì mình chưa mua, thì thường mình phải mua nhưng mà bây giờ mình chưa mua mình cũng dùng được. Rất là hay, rất tuyệt vời. Đó, video này chỉ có vậy thôi, nên mình thông báo mình vừa mới có được cái kit YouTube. Thì có được cái rank YouTube, thì cảm ơn các bạn, đấy là nhờ sự giúp đỡ các bạn đã xem video của mình, nên là mình có cái rank này. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại video sau. Bye bye.